còn số hạ lạc. Để cho không khí im lắng lại một lúc, Đức Vua hỏi tiếp: Đại Đức, năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi? Thưa, bần tăng tu mới được 7 hạ. Còn số 7 ấy là đếm luôn cả Đại Đức vào trong, hay là chỉ đếm cái hạ không thôi? Còn số 7 ấy là con số của Đại Đức hay con số của hạ? Khi ấy, Đức Vua đang mặc y phục vương giả với những đồ trang sức quý báu, cái bóng sáng rỡ của ngài rọi vào trong chai đựng nước, ai cũng trông thấy rõ ràng. Đại Đức Na Tiền đưa tay chỉ rồi hỏi ngược lại rằng: Tâu Đại Vương, cái bóng với đồ trang sức rực rỡ trong chai nước kia là Đại Vương hay người đang đối thoại với bần tăng đây là Đại Vương? Trẫm đây mới thật là trẫm, còn cái bóng kia nương nhờ trẫm mà có, nó có là bởi trẫm. Cũng thế Tâu Đại Vương, số 7 kia là số hạ lạc chứ không phải bần tăng, nhưng nó có được là do nương gá nơi bần tăng, nó có là bởi bần tăng. Hay lắm, quá thật đúng như vậy, cục đá quăng qua thì cục chì ném lại, thật thú vị làm sao. Đàm thoại như một trí giả hay như một vương giả. Sau hai câu hỏi mở đầu, Đức Vua biết là gặp được bậc trí tuệ, nên ngài muốn đi sâu vào giáo pháp, bèn ướm lời: Bạch Đại Đức, trẫm rất thích đàm đạo với Đại Đức về nhiều vấn đề khác nữa, nhưng không rõ Đại Đức có hoan hỷ không. Tâu Đại Vương, cái đó còn tùy thuộc nơi Đại Vương. Nếu Đại Vương đàm thoại mà lấy tư cách của một trí giả, Panditawada, thì bần tăng sẵn sàng hậu đáp. Nhưng nếu Đại Vương đứng trên tư cách mình là bậc vương giả Rajawada, thì xin thưa thẳng, bần tăng sẽ không thể hậu đối được. Tư cách một trí giả là như thế nào? Tâu Đại Vương, phàm là trí giả nói chuyện với nhau bao giờ cũng nói lời ngay thật, muốn trao đổi hiểu biết, soi sáng hiểu biết cho nhau. Trong câu chuyện, nếu có những lý lẽ đưa ra, dù đúng, dù sai, dù cao, dù thấp, dù phải, dù trái, các bậc trí giả không bao giờ vì thế mà phiền lòng hay nóng giận. Họ tôn trọng nhau, dù ý kiến, tư tưởng có bất đồng chăng nữa. Thắng, bại không hề làm cho họ chau mày, mà chính chân lý, sự thật mới thuyết phục được họ. Nếu gặp phải đối phương là tay lợi trí, lợi khẩu, hùng biện đại tài, bậc trí giả không vì thế mà tìm cách cản ngăn, áp chế, bắt ngừng nói, đuổi ra khỏi chỗ ngồi, hoặc lương lẹo dùng những xáo thuật miệng lưỡi ngụy biện nhằm tranh thắng cho kỳ được. Đấy là cốt cách, phong thái đầy hiểu biết của bậc trí giả Tâu Đại Vương. Đức Vua gật đầu mỉm cười: Đúng, bậc trí giả là vậy. Còn tư cách của bậc vương giả là thế nào thưa Đại Đức? Tâu Đại Vương, bậc vương giả vì quen sống trong quyền lực, nhất hồ bá ứng, nên khi đối thoại thường quen áp đảo, bắt buộc kẻ khác chấp thuận quan điểm của mình. Nếu có ai đó nói một câu không vừa ý hoặc đối nghịch với tư kiến của mình, bậc vương giả sẽ không hài lòng, sẵn sàng dùng quyền uy của mình mà bắt tội,
chẳng dựa vào lẽ phải và công bằng. Những cuộc nói chuyện như thế rồi chẳng đi đến đâu, vì thái độ và lối xử sự của các bậc vương giả đã tự ngăn chặn con đường về với sự thật, đốt cháy mối cảm thông và cắt đứt sự hiểu biết. Đối thoại trong tư thế bậc vương giả thường rơi vào một chiều phiến diện và ngõ cụt như vậy đấy, Tâu Đại Vương. Đức vua Melanda lại gật đầu nữa. Hay lắm thưa đại đức, trẫm đã hiểu rõ rồi. Trẫm chẳng thích cách nói chuyện của người vương giả. Trái lại, trẫm sẽ cố gắng xem mình là người trí giả để hầu chuyện với đại đức. Khi đối thoại, đại đức hãy quên cái hào nhoáng cao sang bên ngoài của trẫm đi, mà hãy tiếp xúc với chính con người của trẫm thôi. Đại đức cứ nói chuyện một cách tự nhiên, bình thường như đại đức nói chuyện với chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cận sự nam, nữ, vân vân. Thậm chí như nói chuyện với người hộ tự, người quét rác, người nấu ăn trong ngôi chùa này cũng được vậy. Trẫm không bắt lỗi gì đâu. Tâu Đại Vương, ngài đã phán những lời rất cao quý, rất hay, rất đúng đắn. Đúng là lời của một bậc minh quân vĩ đại nhất trên thế gian. Bần tăng rất khâm phục, và bần tăng sẽ rất hoan hỷ, thoải mái để hầu chuyện với đại vương như là một bậc trí giả. Vậy đại đức hãy nghe trẫm hỏi. Tâu, xin ngài cứ hỏi đi. Bạch, trẫm đã hỏi xong rồi. Thưa, bần tăng đã đáp rồi. Đại đức đáp như thế nào? Đại vương hỏi như thế nào? Đức vua Melanda vì vui thích mà thử trí tuệ của đại đức Na Tiền đó thôi. Các câu hỏi này chỉ lặp lại, nhưng giảng đường thì mọi người hoan hô, tán thán vàng rần.